Xin chào các bạn, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nền giáo dục đã và đang được quan tâm và đầu tư cẩn thận. Các phụ huynh và học sinh luôn mong muốn tìm kiếm những học bổng để đi du học, để nâng cao trình độ ngoại ngữ, để phát triển khả năng sáng tạo và đồng thời để tạo thêm nhiều cơ hội kiếm việc làm sau này. Và Singapore đã và đang là điểm đến lý tưởng đối với sinh viên ở các nước trên thế giới nói chung và các bạn sinh viên Việt Nam nói riêng. Hiện nay có đến hơn 100.000 sinh viên và nghiên cứu sinh của Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đây. Các trường đại học cao đẳng ở Singapore chuyên cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội học tập và rèn luyện đa dạng. Các bằng cấp đều được công nhận trên toàn thế giới, đảm bảo cho sự thăng tiến trong công việc của các em sau này. Và đến với chương trình chia sẻ du học Singapore hôm nay, có sự góp mặt của anh Vít đến từ trường ESC Singapore sẽ chia sẻ cho chúng ta chi tiết hơn về vấn đề chọn trường, chọn ngành cũng như các thủ tục liên quan đến vấn đề du học Singapore cho các bạn. Xin chào anh Vít. Ok, cảm ơn chị Ly và cảm ơn Tạ Đại Dương đã tổ chức cái buổi chia sẻ trong ngày hôm nay để mình chia sẻ thêm những thông tin bổ ích cho các bạn, để các bạn có một cái sự lựa chọn chính xác và sự đúng đắn cho cái con đường học tập của các bạn bên Singapore. Thì đầu tiên đến với chương trình hôm nay thì anh Vít có thể chia sẻ chi tiết hơn thông tin về trường cũng như là những cái thế mạnh mà trường ESC đạt được. Thì mình xin chia sẻ thì ESC được thành lập từ năm 2003 cho đến nay là được 12 năm rồi. Thì ESC là một tập đoàn được thành lập bởi những nhà doanh nhân doanh nghiệp và những cái chủ đầu tư hàng đầu tại Singapore. Thì ESC bên cạnh cái mảng giáo dục, ESC còn có làm về bên bất động sản và khách sạn. Từ đó mà suy ra ESC rất là mạnh về bên những cái ngành như là tài chính kế toán và du lịch khách sạn. Thì đây cũng là những cái cơ hội mà cho các bạn học sinh sinh viên Việt Nam và các những học sinh nước ngoài để được cọ sát sau khi tốt nghiệp. Được biết thì du học sinh khi học tại trường ESC Singapore thì các bạn sẽ nhận được bằng ở chương trình đại học và chương trình thạc sĩ sẽ do những cái trường đối tác với trường ESC cấp bằng. Vậy giá trị của những bằng cấp như thế nào thì anh Vít sẽ chia sẻ chi tiết hơn cho các bạn. Cảm ơn chị Ly. Hôm nay mình xin chia sẻ ESC đang liên kết với 4 trường đại học trên thế giới, đó là 2 trường của Anh và 2 trường của Mỹ. 2 trường của Mỹ đó là Temple Fox University và một trường đó là Emory-Reader University. Thì cái ranking của Fox University ở trên thế giới là 56 trên thế giới và cái trường Emory-Reader University là đứng đầu thế giới về bên ngành hàng không. Hôm nay mình chỉ xin chia sẻ đó là 2 cái trường đại học của Anh Quốc, đó là University of Greenwich và University of Wolverhampton. Tại vì sao mình hôm nay mình xin chia sẻ 2 cái trường này, đó là vì những cái ngành mà 2 trường này đang đào tạo thực sự là thu hút sinh viên Việt Nam. Nên mình rất là muốn chia sẻ thêm thông tin về 2 cái trường đại học này. Thứ nhất là University of Greenwich là một trong những cái trường hàng đầu và có quy mô khá là lớn tại Anh Quốc. Và cái ranking của họ là 65 trên tổng số gần 200 trường đại học tại Anh Quốc. Và trong năm 2008, trường University of Greenwich được Nữ hoàng Anh trao tặng 2 giải thưởng lớn. Và những cái ngành mà họ đang liên kết với EIC đó là những cái ngành tài chính kế toán, du lịch khách sạn và logistics. Bên cạnh đó, EIC cũng liên kết với lại trường University of Wolverhampton. Cái thâm niên của Wolverhampton là gần 120 năm trong cái ngành, những cái ngành đào tạo về bên những cái khóa MBA. Thì những cái bằng cấp mà sau khi các học sinh sinh viên Việt Nam và những học sinh nước ngoài học xong cái khóa cử nhân và khóa thạc sĩ của 2 trường đại học này, đó là cái giá trị của nó là sẽ là quốc tế, tại vì 2 trường này được công nhận trên thế giới. Và thí dụ các bạn có muốn đi đâu đó hay là có muốn làm xin việc từ một cái tập đoàn nào đó trên bất cứ ở đâu trên thế giới thì 2 cái bằng này sẽ được công nhận. Thì qua sự chia sẻ của anh Vít thì chúng ta cũng hiểu được đôi phần về giá trị bằng cấp của các bạn cũng như là cái cơ hội việc làm sau này. Thì những cái vấn đề về chọn chuyên ngành để du học cũng được đông đảo các bạn sinh viên quan tâm. Thì anh Vít có thể chia sẻ thêm cho các bạn là làm sao để có thể chọn cho mình một cái chuyên ngành phù hợp tại trường ESC cũng như là những cái hỗ trợ mà trường sẽ giúp cho sinh viên khi sinh viên học xong. Ok, thì mình cũng xin chia sẻ bên mình không có đòi hỏi thực tập cho sinh viên sau khi ra trường. Là vì sao? Vì một số bạn sinh viên sau khi người ta học xong cái khóa cử nhân hoặc là khóa thạc sĩ, người ta thực sự là muốn về lại đất nước của họ, như là Việt Nam, như là sinh viên Việt Nam mình, người ta muốn về lại đất nước để người ta
phát triển những cái cơ hội của người ta, nên người ta không có muốn ở lại bị kẹt lại cái những cái tháng năm thực tập. Nhưng có một số bạn người ta mong muốn ở lại thực tập và mong muốn có thêm cái thời gian để cọ sát và học hỏi thêm kinh nghiệm, thì trường vẫn có tạo ra những cái cơ hội để cho các bạn, để các bạn ở lại Singapore để thực tập. Thì thứ nhất là các bạn có thể chọn, đó là bạn có thể thực tập ngay tại trường hoặc là trường sẽ gửi các bạn qua bên khách sạn của trường, đó là Big Hotel đó. Là còn nếu không thì các bạn có thể chọn là trường sẽ chọn đi thực tập ở những cái khách sạn 5 sao khác như là Ritz-Carlton hay là Fullerton Bay, thì trường cũng sẽ tạo cơ hội và tạo điều kiện gửi các bạn đi qua bên những cái khách sạn đó để thực tập. Và bên cạnh cái đó là cái vấn đề việc làm cho các bạn sau khi tốt nghiệp, thì mình cũng xin chia sẻ là trường không dám đảm bảo cái việc làm cho các bạn sinh viên Việt Nam sau này, tại vì đó là 50% còn lại đó là do cái khả năng của các bạn, còn 50% còn lại đó là do trường sẽ hỗ trợ cho các bạn hoàn toàn về những cái thủ tục, những cái bước để các bạn đi phỏng vấn hoặc là chuẩn bị CV như thế nào đó cho nó tốt nhất. Thì trường có một cái dịch vụ đó là CSR, thì trường giúp cho sinh viên làm cái CV hoặc là chỉ cho các bạn những cái kinh nghiệm sau khi phỏng vấn để xin việc. Bên cạnh đó thì mình cũng xin chia sẻ thêm một cái thông tin bên lề, đó là từ năm 2013 tới năm 2015 tới nay thì đã có rất là nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp kiếm được việc làm trong vòng 3 tháng. Thì cái tỷ lệ này được một cái công ty giới thiệu việc làm lớn nhất tại Singapore, đó là Job Central, người ta chia sẻ đó là cái tỷ lệ đó là 96,4% những sinh viên ERC đã kiếm được việc làm trong vòng 3 tháng. Thì còn nếu mà nói riêng về bên học sinh sinh viên Việt Nam mình kiếm được việc làm, thì mình thấy đó là có được 7 bạn sinh viên Việt Nam, chính xác là 7 bạn sinh viên Việt Nam đã kiếm được việc làm tại Singapore trong vòng 3 tháng. Để tiết kiệm một phần chi phí du học thì các bạn luôn đặt ra câu hỏi, đó là làm sao để nhận được những cái suất học bổng, giảm bớt được những cái chi phí du học của mình. Thì đến với chương trình hôm nay thì anh Bích cũng sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái bí quyết cũng như những cái cách làm sao để nhận học bổng giúp cho các bạn giảm thiểu tối đa nhất về cái chi phí. Ok, thì trước tiên mình xin chia sẻ cái những cái ưu đãi hiện tại mà của Học viện AIC dành cho các sinh viên Việt Nam. Đó là nếu mà các bạn đăng ký trước ngày 30 tháng 9 năm 2015 này thì bạn sẽ được giảm cái lệ phí đăng ký, đó là chỉ còn có 535 đô thôi. Và bên cạnh đó thì trường sẽ tặng cho các bạn một cái Samsung E-Tab để các bạn học lên tới những khóa chuyên ngành. Bên cạnh đó, nếu cái điểm trung bình GPA của các bạn trên 7 chấm, trường sẽ miễn giảm học phí cho các bạn, đó là 2.000 đô. Còn nếu không thì chỉ giảm được 1.000 thôi. Bên cạnh đó, trường cũng có những cái ưu đãi tiếp theo, đó là trong cái quá trình các bạn học từ khóa cao đẳng lên tới khóa cử nhân hoặc là khóa thạc sĩ, nếu trong quá trình các bạn học trường thấy các bạn có những cái khả năng, có những cái đóng góp thực sự cho trường, trường sẽ xét hồ sơ cho các bạn và cho các bạn cái học bổng đầu ra. Và cái học bổng đầu ra này có thể lên đến 16.450 đô xin, đó là tương ứng với lại một cái khóa học của thạc sĩ. Cạnh đó, ERC cũng có một cái quỹ tên là quỹ Angel Funding, đó là quỹ thiên thần. Thì cái quỹ này rất là đặc biệt cho các bạn thực sự có cái khả năng đầu tư, có cái gọi là người ta gọi là cái máu làm ăn đó. Thì nếu các bạn có thực sự có những cái kế hoạch đầu tư lâu dài và an toàn, bạn có thể nộp lên cho trường và trường sẽ có một bộ phận đó là xét duyệt cái hồ sơ đó và xét duyệt cái kế hoạch đó, và nếu mà khả thi trường sẽ đồng ý đầu tư cho các bạn lên đến 100.000 đô la sinh, đó là vốn, đó là cái vốn làm cái vốn mà ban đầu cho các bạn để các bạn hỗ trợ cho các bạn. Thì cũng tùy theo cái sự thuyết phục từ cái kế hoạch mà bạn đề ra với lại trường. Thì qua những cái chia sẻ của anh Bích thì chúng ta thấy được rất là hấp dẫn. Có những cái vấn đề là được nhận học bổng đầu vào, nhận học bổng đầu ra. Thêm nữa là có những cái đề án khả thi được tài trợ lên đến 100.000 đô la Singapore. Vậy tại sao chúng ta lại không nhanh chân và đăng ký tại trường ESC Singapore để làm điểm đến du học? Khi sinh viên bước đầu qua Singapore thì cũng không khỏi bỡ ngỡ ở những cái khó khăn ở lúc đầu. Thì anh Bích có thể chia sẻ cũng như là cho các bạn biết những cái hỗ trợ cho sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng thì như thế nào thưa anh? Ok, cảm ơn chị.
Thì các những bạn sinh viên lần đầu tiên qua Singapore và lần đầu tiên qua nước ngoài du học thì tất nhiên không thể nào tránh khỏi cái sự bỡ ngỡ. Thì các bạn không cần phải lo, tại vì trường có những cái dịch vụ như là đưa đón các bạn tại sân bay. Sau khi các bạn đã hoàn tất thủ tục và chuẩn bị nhập học thì khi mà các bạn đã bước chân tới Singapore thì sẽ có trường, nhân viên của trường hoặc là những đại diện của trường đón các bạn tại sân bay và đưa các bạn tới những cái ký túc xá hoặc là những cái nhà mà cái giá cả hợp lý nhất và thuận tiện nhất cho các bạn. Thì bên cạnh đó thì cũng có thể hướng dẫn các bạn những cái bước cơ bản nhất để thích nghi với lại cái đời sống bên Singapore, như là đi lại như thế nào, rồi đường đi nước bước như thế nào, rồi cách mua những cái thẻ MRT, những cái thẻ điện thoại như thế nào. Thì trường sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái bước cơ bản nhất, nên các bạn không cần phải lo những cái điều đó. Bên cạnh những cái hướng dẫn cơ bản thì trường cũng có hỗ trợ về bên mặt học tập, đó là những cái giờ phụ đạo sau khi các bạn lên lớp thì các bạn cảm thấy mình còn yếu kém về bên tiếng Anh hay gì đó, thì các bạn có thể lên tới lầu 6 của trường và yêu cầu được phụ đạo và hoàn toàn là miễn phí cho các bạn. Thì trong khi cái quá trình mà các bạn làm luận án hay là những cái bài luận án, cái bài assignment, các bạn hết ý tưởng và các bạn bị ý tưởng, các bạn có thể nhờ những thầy cô những cái để người ta có thể đưa ra những cái lời khuyên chân thành và những cái ý tưởng mà người ta có thể giúp cho bạn để làm một cái bài luận án tốt nhất có thể. Với sự chia sẻ của anh Vít vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ không bỡ ngỡ quá khi mà bước đầu qua Singapore. Thì ngoài cái chương trình học tập tại sinh thì học sinh vẫn cần có những cái thời gian như là vui chơi, giải trí. Thì trường có những cái sự kiện như thế nào thì anh Vít có thể chia sẻ cho các bạn được hay không? Cảm ơn chị. Thì mình cũng xin chia sẻ. EOC vừa mới có một cái campus mới tại trung tâm thành phố, thì trong ngay cái campus đó đã có một cái phòng tập gym cho các bạn. Thì ngoài cái giờ học, các bạn có thể tập gym ngay tại cái phòng tập gym đó và hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Các bạn có thể tập những cái giờ học như là yoga hay là dancing gì đó. Bên cạnh cái phòng tập gym này, trường cũng có một cái hội sinh viên Việt Nam, và hội sinh viên của EAC. Thì cái số lượng của thành viên trong hội này là tầm khoảng 324 thành viên. Thì sau cái giờ học, các bạn ấy có tổ chức những cái sự kiện ngoài giờ, những cái photography club hay là những cái adventure club để đi tham quan và đi du lịch khắp nơi. Và các bạn có làm những cái sự kiện như là từ thiện, rồi prom night và những cái CEO forum. Thì mình cũng xin chia sẻ cái CEO forum này rất là hay, đó là trường sẽ mời những cái nhà doanh nghiệp, những cái nhà đầu tư nổi tiếng tại Singapore về tới trường để chia sẻ những kinh nghiệm, những cái kiến thức mà người ta đã có. Và nếu mà người ngoài người ta muốn tham gia cái sự kiện như vậy thì trường EAC sẽ phải trả phí, nhưng nếu với học sinh của EAC thì hoàn toàn là miễn phí. Thì mình cảm thấy đây là một cái điều rất là bổ ích và rất là đặc biệt cho các bạn sinh viên Việt Nam và cũng như là các bạn sinh viên nước ngoài. Thì đây là cũng như là những cái thông tin cơ bản nhất mình cũng xin chia sẻ với các bạn. Qua cái sự chia sẻ của anh Bích vừa rồi thì chúng ta đã có thêm những cái chương trình cũng như là chọn trường nào phù hợp, những cái chương trình học, thủ tục học bổng ra sao. Thì để chi tiết hơn về vấn đề chọn trường cũng như chọn ngành với từng hồ sơ cụ thể thì các bạn đừng chần chừ, hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và hai địa chỉ còn lại là tại là quận 5 và Nha Trang. Chi tiết hơn các bạn có thể truy cập website tân đại dương.edu.vn. Một lần nữa xin cảm ơn anh Vít đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay.